Vâng, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bonsai TV. Hôm nay kênh Bonsai TV xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một tác phẩm xanh dáng làng rất là tuyệt vời tại vườn cảnh Văn Minh, địa chỉ ở ngã tư Gia Lễ, thành phố Thái Bình. Thì đây là một trong những cái tác phẩm rất là tuyệt vời trong ống kính của Bonsai TV. Thì tôi hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn duy nhất là một tác phẩm thuộc vườn cảnh Văn Minh. Ở đây gia đình chú thì số lượng cây cảnh rất là nhiều, nhưng mà đang cái giai đoạn cây phát triển cho nên là khá rậm rạp. Tôi sẽ có những cuốn video cụ thể chia sẻ về vườn cảnh của chú sau. Hôm nay tôi chia sẻ trực tiếp một tác phẩm rất là quý tại vườn của chú. Theo như tôi thấy thì đây là một trong những cái tác phẩm rất là hiếm còn lại ở trong những nhà vườn. Những tác phẩm đẹp thì gần như là vào trong những cái người yêu cây chơi cây mất rồi. Đây là một trong những cái tác phẩm rất là tuyệt vời quý vị. Tôi sẽ lấy từ xa ống kính tổng bóng cho quý vị và các bạn cùng dung nhé. Đây là một tác phẩm cỡ đại, rất là lớn quý vị ạ. Cây thì về cái tổng bóng dáng thì cũng tương đối rồi, đang chỉ còn chờ ép răm nữa thôi quý vị. Tay cành cút là ok hết rồi, chỉ ép răm lấy tổng dáng là hoàn thiện cây, chắc là nó rơi khoảng 2 năm nữa. Và chú cũng có tâm sự là đây là cái tác phẩm rất là tâm đắc, chú đã nuôi từ rất lâu rồi. Chú cũng đang tìm đặt cái mẫu chậu thật là đẹp để phù hợp với tác phẩm này. Tôi sẽ đi tiến vào để chia sẻ trực tiếp với quý vị và các bạn. Nói một tác phẩm rất là tuyệt vời. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái phần bệ đế của cây. Và cái phần bệ đế của cây thì chú cũng đang trong quá trình tạo tác tương đối đi đến hoàn thiện rồi quý vị. Cây được phối trên đá rất là lâu rồi. Toàn bộ cái phần rễ trải đều và bo rất là chặt vào đá như thế này. Thật sự đây là một trong những cái tác phẩm rất là kinh điển của tương lai đấy quý vị ạ. Khoảng 2 năm nữa thì những cái tác phẩm như này là rất là có số má. Quý vị và các bạn nhìn cái đường rễ nó chạy rất là tuyệt vời. Một trong những tác phẩm dáng làng cỡ lớn quý vị ạ. Tôi sẽ đi một vòng quanh bệ đế để quý vị tiện hình dung, sau đó là sẽ hướng ống kính lên phần trên. Quá tuyệt vời quý vị ạ. Tôi đang đứng ở mặt trực diện của cây này. Tôi sẽ hướng ống kính lên phía đường thân cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Quá quý vị.
Về cái thân pháp của cây thì quý vị có thể thấy rồi, sẽ là một trong những cái tác phẩm hiếm có, độ chảy nhũn của bệ, của thân, độ méo mó của thân đây quý vị này, thân cũng biến dạng hết rồi. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới có dịp được quay những cái tác phẩm răng nàng đa thân đẹp như này quý vị ạ. Cho nên là tôi sẽ quay rất là kỹ để chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Tôi cố gắng sẽ hướng các góc cạnh để quý vị có thể ngắm được tổng vẻ đẹp nhất của tác phẩm này. Thực sự đây sẽ là cái tác phẩm kinh điển quý vị ạ. Đây là mặt bên của tác phẩm này quý vị. Tất cả các cái đường thân, các cái tay cút được chú làm rất là chi tiết, cắt giật. Đẹp quá quý vị ạ. Quý vị nào có thời gian mà muốn chiêm ngưỡng cái tác phẩm này thì cứ liên hệ với vườn cảnh Văn Minh để trực tiếp về thưởng lãm cái vẻ đẹp tuyệt vời của tác phẩm này. Đây quý vị ạ, cái mặt ở bên của cây này, mặt sau của cây này, nói chung là cây ngắm được cả bốn mặt này quý vị ạ, tứ diện luôn. Tác phẩm răng làng tuyệt vời. Đấy, cái mặt này cũng rất là sâu cây quý vị. Quý vị cũng xem cái độ biến dạng của thân nhé. Thật sự về cái thân pháp mà các cái tay cành của tác phẩm này thì không chê được quý vị ạ. Độ giả đua, méo mó, độ biến dạng này quý vị, tất cả chạy sẽ hết rồi. Trên thân thì méo mó, u cục. Nó chỉ có cái điểm là một số các cái điểm là vẫn còn đang phải tạo tác quý vị ạ, cho nên là nó cũng chưa được tuyệt đối. Nhưng mà khi nó tuyệt đối rồi thì đây là một trong những cái tác phẩm kinh điển. Đây là theo cái góc độ quan sát và đánh giá của cá nhân tôi quý vị ạ. Quý vị và các bạn khi theo dõi cái video này thì cũng xin những cái lời đánh giá. Đây là một trong những cái tác phẩm cũng rất là nhiều kỷ niệm đối với cả chúng mình. Thì cây đang được chú tre ở dưới lưới cho nên là một góc là nó sẽ thiếu ánh sáng quý vị ạ. Mong quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm. Tôi sẽ zoom lại cái phần thân và cái phần tay cành ở mặt bên này để cho quý vị cùng ngắm nhé. Thật sự đứng trước cái tác phẩm như thế này, tôi cũng đi quay hai vòng rồi mà vẫn thấy nó tuyệt vời quý vị. Có rất nhiều điểm để ngắm một tác phẩm răng làng lớn, nhiều chiều, đa góc cạnh. Quá tuyệt vời.
sự là đi vòng quanh tác phẩm mà ngắm cây rất là sâu quý vị ạ, chỗ nào cũng có thể chiêm ngưỡng được, tuyệt vời quá. Tôi quay tác phẩm này rất là kỹ để quý vị và các bạn cùng thưởng lãm nhé. Mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản hồi của quý vị. Địa chỉ của vườn cảnh Văn Minh là tại ngã tư Gia Lễ thuộc thành phố Thái Bình quý vị nhé. Đối diện với cây xăng. Cái điều đặc biệt đấy là vườn cảnh của chú thì có rất là nhiều sự lựa chọn để quý vị và các bạn có thể đến để giao lưu nhé. Chú có khoảng 2 vườn, mỗi vườn khoảng hơn 1.000 gốc xanh quý vị ạ. Tuyệt vời lắm. Do bây giờ trong quá trình đang rất là tươi tốt cho nên tôi không chia sẻ trực tiếp được. Sẽ có những cái lúc tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Tôi sẽ lấy tổng bóng để cho quý vị và các bạn thưởng lãm nha. Sự hiếm gọn những cái tác phẩm như thế này quý vị ạ. Đây là mặt sau nha quý vị nha. Mặt sau cũng rất là sâu cây quý vị. Một cuốn video hơi dài, mong chia sẻ hết được cái vẻ đẹp của tác phẩm. Quý vị các bạn cố gắng xem hết nhé, và cho xin những đánh giá, comment. Đây đang gió rất to nên là có thể nó cũng sẽ hơi ồn, quý vị và các bạn thông cảm nhé. Tôi cũng xin phép dừng cái cuốn video này ở đây. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc, thành công trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cuốn video sau. Xin chào, thân ái.